Sinh đến với chuyên mục học toán cùng thầy trường. Thế thì qua video phần 1, phần 2, phần 3 thầy giáo đã trao đổi các em các cái dạng cơ bản và nâng cao dần của dạng toán phép cộng phép trừ. Thế qua video thứ 4 này thì thầy giáo muốn trao đổi với các em bắt đầu nâng cao dần lên. Thế thì thầy giáo muốn là các em hãy lấy giấy ra và bút ra chúng ta cùng làm. Và nhất là các em tải cái phiếu bài tập ở dưới mỗi video của thầy giáo để các em làm cùng sau khi mà các em xem xong video. Thế thì bây giờ xin mời các em. Chúng ta tiếp tục ôn tập về phép cộng phép trừ phần 4 các em nhé. Thì ở phần này đầu tiên là chúng ta có bài 10. Điền chữ tăng hoặc giảm và số thích hợp vào chỗ chấm. A khi thêm 3 vào một số hạng thì tổng chấm chấm chấm. B khi giảm, ở đây thường một chữ giảm các em ạ. Đó. Khi giảm một số hạng đi 4 thì tổng chấm chấm chấm. Khi tăng số bị trừ 5 thì hiệu chấm chấm chấm. Khi giảm số bị trừ đi 6 thì hiệu chấm chấm chấm. Khi tăng số trừ đi 7 thì hiệu chấm chấm. Khi giảm số trừ đi 8 thì hiệu chấm chấm. Đó. Thế thì thầy giáo vừa đọc toàn bộ bài. Và thầy giáo cũng lưu ý các em là khi các em đọc bài thì các em cũng đọc toàn bộ bài, kể cả phần nội dung bên dưới. Thế sau đó thì chúng ta tìm hiểu xem là bài toán cho biết gì. Là cho biết phần A, phần B, phần C, phần D, phần E, phần G. Chúng ta có 6 phần. Thế và yêu cầu làm gì? Yêu cầu là điền chữ tăng hoặc là chữ giảm và số thích hợp vào chỗ chấm. Bây giờ chúng ta bắt đầu ở phần A trước. A này. Khi thêm 3 vào một số hạng thì tổng. Tổng làm sao? Thầy giáo ví dụ nhá. Bây giờ thầy giáo ví dụ là 1 đi cộng 2, các em thấy bằng mấy? Bằng 3. Đó. Thế thì với những cái bài mà các em chưa hình dung ra ấy thì các em hãy lấy một cái ví dụ cụ thể. Đó. Thế và làm sao khi thêm 3 vào ở đây này, 1 này, thêm 3 này. Đấy, thêm 3 này. Thì đương nhiên là thành 4, đúng không các em? Đó. Thì bây giờ 4 cộng với 2 thì bằng bằng 6. Như vậy các em thấy này. Đây chính là tổng này. Thì còn đây cũng chính là tổng này. Vậy các em thấy tổng này tăng tăng hay là giảm? À, rõ ràng là tăng bởi vì đang từ 3 thành 6. Như vậy là tổng tăng. Và tăng bao nhiêu? Tăng bao nhiêu thì các em thấy này, đang từ 3 thành 6. Thế thì tăng là tăng 3, đúng không các em? Đó. Thế thì các em thấy này, chúng ta thêm 3 vào thì tổng cũng tăng 3. Đó. Thế thì bây giờ với câu A thì thầy giáo trả lời thế nào? Khi thêm 3 vào một số hạng thì tổng, đương nhiên thầy giáo trả lời là tăng. Đó. Tổng tăng bao nhiêu thì các em biết là khi thêm 3 vào một số hạng thì đây, thêm 3 đây thì tổng cũng tăng 3. Thì tổng tăng 3 đơn vị. Thế còn là bài người ta chỉ yêu cầu là tăng hoặc là giảm vào số thôi, cho nên các em không cần phải viết đơn vị cũng được nhé. Đó. Tiếp tục. Khi giảm một số hạng đi 4 thì tổng. Bây giờ thầy giáo lại ví dụ này. Thầy giáo có 5 này. Cộng với 1 này. Thì đương nhiên bằng 6 đúng không các em? Đúng rồi. Thế bây giờ giảm đi 4. Đó, thầy giáo làm giảm đi. Ở đây là giảm 4. Đúng không? Đó, thầy giáo viết lại nhá để các em rõ này. Thầy giáo ví dụ. Thầy giáo có 5 cộng 1 thì bằng 6. Bây giờ thầy giáo giảm. Giảm 4 thì 5 giảm 4 thì còn có 1 thôi và 1 cộng 1 bây giờ là còn 2. Như vậy 2 so với 6 thì là giảm hay là tăng? Đấy, là giảm, đúng không các em? Giảm và giảm bao nhiêu? Đấy, từ 6 xuống 2 thì giảm là giảm 4. Thế bây giờ các em hiểu thế này. Đấy, hiểu thế này. Khi giảm 4 ở một số hạng. Đấy, giảm 4 ở một số hạng
thì hiệu, xin lỗi các em, thì tổng cũng bị làm sao? Giảm đi 4. Đó. Như vậy chúng ta trả lời là gì? Thì tổng giảm giảm 4. Đó. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang phần C. Phần C. Khi tăng số bị trừ 5 thì hiệu. À, bây giờ nghe sang số trừ với số bị trừ là khó hơn rồi đấy nhá, không đơn giản là tổng đâu. Thế thì bây giờ các em thầy giáo lại ví dụ nhá. Thầy giáo ví dụ là 6 này trừ đi 1 này thì bằng mấy các em? Bằng 5. Đúng rồi. Thế thì khi tăng số bị trừ. Đấy, tăng số bị trừ đi. Tăng này. Ở đây là tăng mấy các em? Tăng số bị trừ, số 6 là số bị trừ nhá. Thầy giáo nhắc lại này, số mà mang đi trừ đi số khác thì đấy là số bị trừ, còn cái số đằng sau này là số trừ nhá. Thì ở đây là khi tăng tăng 5, đúng không? Khi tăng số bị trừ 5 thì 6 mà tăng thêm 5 thì là thành 10, 11. Bây giờ chúng ta trừ đi 1 thì các em thấy bằng mấy? Bằng 10. Thế như vậy là gì? Đây là hiệu. Hiệu này làm sao các em? Hiệu cũng là tăng tăng mấy? Đang từ 5 thành 10, tăng tăng 5. Thế thì các em lưu ý khi tăng số bị trừ 5 thì hiệu cũng tăng tăng 5. Đó. Thế đấy là lưu ý khi giảm số bị trừ đi 6. À, bây giờ thầy giáo có 7 này, trừ 1 thì bằng 6, đúng không? Và bây giờ thầy giáo giảm này, giảm đi mấy nào? Giảm đi 6 thì đương nhiên là còn còn 1, đúng không? Và bằng trừ đi 1 thì bằng bằng 0. Thế đang từ 6 mà về 0 thì đây là giảm. Đó, thì từ 6 về 0 thì là giảm bao nhiêu? Đấy. Giảm đi 6. Như vậy là chúng ta có là gì? Khi giảm số bị trừ đi 6 thì hiệu cũng cũng giảm 6. Đó, thì hiệu cũng giảm 6. Thế thì các em thấy là gì? Thấy là đối với phép cộng thì khi tăng số hạng thì tổng cũng tăng. Đó, khi giảm số hạng thì tổng cũng giảm bấy nhiêu. Còn với số bị trừ, khi tăng số bị trừ thì hiệu cũng tăng, tăng 5 thì hiệu cũng tăng. Khi giảm số trừ thì hiệu giảm bao nhiêu thì số bị trừ giảm bao nhiêu thì hiệu cũng giảm bấy nhiêu. Bây giờ chúng ta sang số trừ. Thầy giáo ví dụ như thầy giáo có 8 trừ đi 7 bằng 1, đúng không các em? Đó. Nhưng mà bây giờ thầy giáo xin lỗi các em, thầy giáo phải lấy một cái ví dụ khác đi. Bây giờ thầy giáo có 9 trừ 1 thì bằng 8. Đó. Bây giờ thầy giáo tăng số trừ là số 9 hay số 1? Đấy, thì số trừ là số số ở đằng sau này này. Thế thì bây giờ tăng lên 7. Ở đây là tăng tăng 7. 1 tăng 7 thì thành 8. Như vậy thầy giáo có 9 trừ đi 8 thì bằng mấy? Bằng 1 thôi. Đó. Thế như vậy các em thấy này, khi tăng số trừ, tăng số trừ nhá, tăng số trừ 7 thì hiệu làm sao? Hiệu cũng giảm. Đang từ 8 thì hiệu làm sao nhỉ? Giảm giảm 7. Đó. Thế như vậy thầy giáo sẽ viết là gì? Hiệu sẽ giảm giảm 7. Tiếp tục. Khi giảm số trừ đi 8. Đó, bây giờ thầy giáo lại nháp xem thử nhá. Chúng ta cứ phải thử ra đã. Khi giảm số trừ đi 8, thầy giáo ví dụ như là 10 trừ 9 thì bằng 1. Đúng không? Thế bây giờ giảm giảm bao nhiêu? Giảm đi 8 thì 9 giảm 8 thì còn còn 1. Và thầy giáo lấy 10 trừ đi 1 thì bằng mấy các em? Bằng 9. Đó. Thế như vậy các em thấy là gì? Khi giảm đi 8 này thì đang từ 1 trở thành 9. Như vậy là chúng ta tăng mấy? Đang từ 1 thành 9 là tăng tăng 8.
Thế như vậy các em thấy nhỉ, khi giảm số bị trừ đi 8 thì hiệu lại tăng 8. Đó, như vậy hiệu tăng tăng 8. Thì đây là một cái phần kiến thức mà các em thấy là nó cứ hơi bị loằng ngoằng, hơi bị khó hiểu, hơi bị khó hình dung. Thì trong trường hợp này thì các em cứ lấy một cái phép tính cụ thể ra thì các em sẽ thấy. Tuy nhiên thì qua bài mộ, bài bài số 10 này, thầy giáo lưu ý với các em cái điều gì? Các em nhớ nhá. Các em nhìn vào đây này. Thêm 3 vào một số hạng, tức là số hạng thêm 3 thì tổng cũng tăng 3. Đó, các em nhớ cho thầy giáo này. Thêm vào số hạng thì bao nhiêu thì tổng cũng tăng bấy nhiêu. Đó. Khi giảm một số hạng bao nhiêu thì tổng cũng giảm đi bấy nhiêu. Như vậy là gì? Là với tổng tổng thì là gì? Số hạng tăng thì tổng cũng gì? Tổng cũng tăng. Đó, tổng tăng. Số hạng mà giảm, số hạng giảm thì tổng cũng giảm. Đó. Hay là thầy giáo sẽ viết ra một cái mô hình như thế này, các em hiểu này. Đây này, chúng ta có này, số hạng này cộng số hạng này thì bằng bằng tổng này. Đó. Khi số hạng này này mà tăng lên này thì tổng cũng tăng, khi số hạng này mà giảm đi này thì tổng cũng giảm. Các em lưu ý như vậy. Còn trường hợp thứ hai là số bị trừ. Thế các em lưu ý đây. Tăng số bị trừ đi 5 thì hiệu cũng tăng, số bị trừ tăng. Thì suy ra hiệu cũng gì các em? Hiệu cũng tăng. Đó, các em nhớ cho thầy giáo. Số bị trừ mà giảm thì hiệu cũng giảm. Đó. Thầy giáo lưu ý với các em như vậy. Bây giờ sang phần E, khi tăng số trừ đi thì hiệu lại giảm. Đó, tăng số trừ đi 7, hiệu giảm 7. Thế đây là số bị trừ nhá các em nhá. Số bị trừ tăng, hiệu tăng. Nó giống như là số hạng tăng thì tổng tăng. Đấy, hai cái này giống nhau. Thế nhưng mà bây giờ là này, này. Tăng số trừ. Tăng số trừ đây này. Khi tăng số trừ 7 thì hiệu lại giảm 7. Hiệu lại giảm. Khi giảm số trừ thì hiệu lại tăng. Thì các em lưu ý cho thầy giáo cái phần này. Đây phần này. Đó. Phần này. Đó. Lưu ý cho thầy giáo. Tăng số trừ thì hiệu giảm. Giảm số trừ thì hiệu tăng. Còn tăng số bị trừ thì hiệu cũng tăng theo. Giảm số bị trừ thì hiệu cũng giảm theo. Còn số hạng tăng bao nhiêu thì tổng tăng bấy nhiêu. Các em nhớ cho thầy giáo cái phần kiến thức này. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 11. Các em đọc bài số 11 cho thầy giáo. Bài 11, tổng hai số là 19. Khi tăng một số hạng thêm 5 đơn vị thì tổng tăng là bao nhiêu? Đó. Thì tổng là bao nhiêu chứ không phải tổng tăng là bao nhiêu. Đấy, thì các em lưu ý nhá. Thế thì chúng ta đọc lại xem. Tổng, đọc tới đâu chúng ta viết tới đấy nhá. Này, tập làm cái việc này đi. Tổng là 19. Đúng không? Tăng tăng cái gì? Tăng số hạng. Số hạng 5 thì tổng tổng bằng tổng là. Đó. Thế thì ở đây các em thấy bài toán cho biết cái gì? Cho biết tổng là 19. Thế thì thầy giáo lưu ý thế này.
tổng 2.19. Đó, tổng là 19. Tăng số hạng 5. Tăng số hạng 5 thì hỏi hỏi tổng bằng bao nhiêu. Thế thì các em nhìn vào cái bài 10 này này. Đấy, tăng số hạng thì nó ở đây. Đấy, là khi thêm 3 vào một số hạng thì tổng cũng tăng thêm 3. Thế thì các em lưu ý tổng hai số đang là 19 rồi này. Khi tăng một số hạng thêm 5 thì tổng tổng làm sao các em? Tổng cũng phải tăng. Tổng tăng cũng 5. Đó là theo cái bài 10 các em đã tìm hiểu rồi nhá. Thế mà đang từ 19 tăng 5 thì là bao nhiêu? Thì các em tự suy nghĩ làm phép tính gì. Cái thứ hai là câu trả lời thế nào? Người ta hỏi là khi tăng một số hạng thêm 5 đơn vị thì tổng tăng là bao nhiêu? Thế thì câu trả lời của chúng ta là thế nào? Câu trả lời chúng ta là sẽ là viết này. Khi tăng một số hạng thêm 5 đơn vị thì tổng là 2 chấm. Đó, các em lưu ý thế. Chúng ta bỏ chữ bao nhiêu đi là chúng ta được câu trả lời. Vậy thầy giáo sẽ viết câu trả lời như sau. Thêm 5 đơn vị thì tổng là đang từ 19 tổng cũng sẽ tăng 5 đơn vị thì chúng ta sẽ cộng với 5. Đấy. Các em cộng vào 9 cộng 5 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 1 nhớ 1 là 2. Sẽ là 24. Và tới đây chúng ta viết đáp số. Các em lưu ý viết đáp số. Khi trình bày các em nhớ là viết đáp số mà làm sao dấu 2 chấm của đáp số nó thẳng với dấu bằng là chúng ta đẹp. Là 24. Thì đây chính là một cái bài vận dụng từ kiến thức bài 10 mà chúng ta giải được cái bài này. Thế thì qua bài số 11 thầy giáo lưu ý với các em điều gì? Thứ nhất là chúng ta đọc thì chúng ta phải hiểu. Đấy, tăng số hạng. Cái thứ hai là chúng ta sẽ tìm câu trả lời. Ở đây là gì? Thầy giáo giữ nguyên khi tăng một số hạng thêm 5 đơn vị thì tổng là bao nhiêu? Thầy giáo sẽ bỏ chữ bao nhiêu đi và thầy giáo viết là khi tăng một số hạng thêm 5 đơn vị thì tổng là. Và thầy giáo làm phép tính là sẽ ra. Thế đấy là cái bài 11 thầy giáo muốn trao đổi với các em như vậy. Thế nếu các em có vấn đề gì chưa hiểu thì hãy nhận xét dưới mỗi video thầy giáo sẽ trao đổi với các em. Thế và bài hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài sau. Xin chào.